em chọn nơi này. Tác giả Lưu Anh Vũ Chương cuối Ba năm sau Sau những năm tháng miệt mài ở bệnh viện UCI, Lan Anh đã hoàn tất chương trình Residency. Thêm sáu tháng học ngày học đêm, từ nhà đến thư viện, cô nàng cũng đã pass kỳ thi Stable của California và chính thức trở thành một MD về Internal Medicine. Peter nghe tin và vô cùng phấn khởi đến chúc mừng Lan Anh và chia vui cùng bố mẹ Kiệt và Chi. Đồng thời cũng muốn biết những dự tính của Lan Anh sắp tới. Nhưng Peter vô cùng thất vọng khi nghe Lan Anh nói. Peter à, sau khi suy nghĩ kỹ và đã bàn với bố mẹ, em quyết định sẽ trở về làm việc tại Việt Nam. Bố mẹ cũng để cho em tự quyết định tương lai của chính mình. Oh my God! Lan Anh, em có đùa không? Em không đùa đâu anh. I mean what I say. Trời ơi, Lan Anh! Em đi rồi làm sao anh sống nổi khi thiếu em trong cuộc đời? em có hiểu được điều đó không peter à cả anh và em khi bước vào ngành y đều đã chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp đó là phục vụ thai nhân vậy thì hãy đừng để tình yêu làm mờ đi lý tưởng đó hơn nữa trong buổi đầu gặp anh em đã bảo anh đừng kỳ vọng nhiều ở em em nghĩ anh vẫn chưa quên làng anh à, dù ở đâu, Mỹ Quốc hay Việt Nam, em đều có thể đem tài năng của mình để phục vụ tha nhân được mà. Em đồng ý với anh điểm đó, nhưng ở Việt Nam người ta cần em hơn. Nhưng em nên hiểu, Việt Nam bây giờ đang bị thống trị bởi một đảng độc tài, như một đám mây đen bao phủ cả bầu trời mà chưa một ngọn gió nào có thể xua tan cái bóng đêm tăm tối đó em nghĩ một con én như em có thể đem lại mùa xuân sao một danh nhân của phương tây đã nói tha thắp một ngọn nến còn hơn đứng đó mà nguyền rủa bóng tối em sẽ là ngọn nến đó thôi chứ em không có tham vọng mang lại cả mùa xuân anh đã đến quê em một quê hương nghèo khổ nơi có những trẻ thơ lang thang kiếm sống bằng nghề bán vé số đánh giày hoặc phải chăn trâu ngoài đồng ruộng không được cấp sách đến trường có những thương binh của quân đội miền nam trước đây mù lòa thương tật không nơi nương tựa bị bạc đãi tất cả họ đều cần bàn tay của em bản thân em ngày xưa cũng sống trong những hoàn cảnh đó nhưng em đã may mắn hơn khi trên đời này em còn có những người như bố kiệt và mẹ chi để em có được ngày hôm nay vì vậy em phải làm một cái gì đó để đáp lại cái ơn sâu nghĩa nặng mà bố mẹ đã ban cho cái mà bố mẹ muốn em làm để trả ơn bố mẹ không phải là mang lại bao nhiêu tiền tài vật chất mà chính là bao nhiêu mảnh đời bất hạnh mà em đã xoa dịu được trong cuộc đời này anh cũng không biết còn lời nào cho em lúc này. Thôi, hãy cho anh cơ hội tiễn em tại sân bay. Ngày lăng anh ra đi, Kiệt và Chi cũng không muốn bình rình tiễn đứa con nuôi mà hai vợ chồng cưng như con ruột trở về cố quốc để thực hiện những ước mơ của mình và cũng để hai trẻ yêu nhau được tự nhiên đưa môi cắt đứt cuộc tình gì chúng mà những tưởng sẽ đi bên nhau đến cuối đường hạnh phúc. Nên hai người đã vắng mặt. Chi trao cho Lan Anh một traveler check năm 000 đô và nói Good luck, con gái của mẹ. Peter đưa Lan Anh ra sân bay vào một buổi chiều Cali nặng trĩu cơn mưa. Trước khi check-in, Peter ôm Lan Anh vào lòng và nói Honey, nếu em thay đổi ý định trong lúc này vẫn chưa muộn em à. Lan Anh cắn môi để ngăn dòng nước mắt, rồi nói. Thôi anh, nếu duyên trời đã định, mình vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Anh hãy về đi. Cảm ơn anh đã đến với em trong giây phút này. Hãy hôn em vĩnh biệt. Peter ôm Lan Anh vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn bất tận Tiếng loa đã dục, Pierre quay bước như trốn chạy dưới cơn mưa trong tâm trạng của chàng thi sĩ người Pháp. Mưa ngoài phố như mưa trong lòng tôi. Làng anh đi rồi, căn nhà Kiệt đã buồn lại buồn thêm. Theo lời ước nguyện, vợ chồng Kiệt bắt đầu cuộc sống mới, vẫn làm việc bình thường nhưng trường chay và công quả vào hai ngày cuối tuần tại chùa Phật Tổ hay tham gia hành thiện. Còn Peter vì quá đau khổ nên cắt đứt mọi liên lạc với cả Kiệt và Lan Anh. Về đến quê nhà, công việc đầu tiên của Lan Anh là lên kế hoạch sửa sang lại trạm y tế xã do Tổ chức Y tế Thế giới WHO viện trợ đã lâu mà xã đã sử dụng sai mục đích. Biến nó trở lại thành một trạm xá đúng nghĩa với phòng khám, phòng phát thuốc, phòng tiêm chủng và nhà vệ sinh. Thuốc men thì căn bản là do Sở Y tế tỉnh cung cấp, cộng với mỗi 3 tháng Kiệt yểm trợ một thùng thuốc, trị giá 500 đô do Kiệt order từ công ty Roche của Thụy Sĩ. Là Anh khám bệnh 3 ngày một tuần, không ăn lương. Ba ngày còn lại, Lan Anh làm cho bệnh viện quốc tế của người Đài Loan ở Lái Thiêu để có thu nhập cá nhân. Tất cả việc chẩn bệnh và thuốc men tại xã đều miễn phí. Tuy nhiên, cũng có một thùng tiền tự nguyện do người dân tùy hỷ đóng góp. Kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân xã chấp thuận và cho thực hiện ngay. Những tuần lễ đầu thì thùng tiền tự nguyện hầu như trống rỗng. Nhưng qua thời gian, thấy việc chữa bệnh có hiệu quả nhờ cô bác sĩ mát tay. Người dân đã cố gắng đóng góp để nuôi sống trạm xá, nên số thu cũng khấm khá. Từ đó có thêm tiền để mua thêm thuốc men và dụng cụ y tế. Dân nghèo ở các xã lân cận đến xin khám miễn phí cũng được đón nhận vui vẻ, nhưng chỉ cho toa để tự mua thuốc. Những trẻ bùi đời thương phế binh của hai miền Nam Bắc được khám và cấp thuốc hoàn toàn miễn phí. Lan Anh ngày càng được người dân mến mộ, nhất là giới trẻ trong làng gọi Lan Anh là mẹ Teresa của Rạch Bắp. Hơn một năm sau, vào một buổi chiều khi đang khám cho bệnh nhân ở bệnh viện quốc tế, Lan Anh cảm thấy như bị sốt và choáng váng các bác sĩ đồng nghiệp của Lan Anh vào phòng lab làm xét nghiệm máu và thấy lượng bạch cầu tăng một cách bất bình thường, cao hơn mức nhiễm trùng thông thường. Đặc biệt sau khi hắt hơi thì máu mũi Lan Anh tuôn xối xả. Sau một giờ hội chẩn trong hồ sơ bệnh lý của Lan Anh, kết quả được ghi là leukemia. Bà má Lan Anh nghe tin chạy đến, thấy Lan Anh khóc hai người cũng khóc theo bình chỉ còn biết nói an ủi con là nên chấp nhận số phận thôi có lẽ do di truyền từ bà nội không còn cách nào hay hơn bình chạy ra bưu điện gọi ngay cho kiệt đêm khuya đang ngủ bỗng điện thoại ren kiệt uể oải nhấc lên bỗng nghe tiếng bình gọi kiệt biết là chuyện chẳng lành sau khi nắm hết mọi chuyện kiệt bảo bình chờ tao sẽ về việt nam ngay tin buồn này về đến rạch bắp ai cũng lo âu và cầu nguyện cho lan anh hôm sau kiệt gọi ngay cho pcp cũ của lan anh ông khuyên nên mang lan anh sang mỹ và đưa thẳng về bệnh viện the good samaritan los angeles vì bệnh viện này có tỷ lệ ghép tủy thành công cao nhất ở Nam California. Hai ngày sau, Bình đóng kiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và đi thẳng đến bệnh viện quốc tế. Gặp lại bố Kiệt, Lan Anh chỉ khóc, không nói được gì. Kiệt nói, Con à, con là một bác sĩ, con thừa hiểu là leukemia chỉ có thể chữa lành bằng ghép tủy. Ở Việt Nam người ta cũng làm được. Nhưng khổ nổi khi kêu gọi người Việt Nam hiến máu thì người ta hiến rất đông. Nhưng kêu gọi hiến tủy thì số người tình nguyện rất hiếm. Ngược lại, người Mỹ tình nguyện hiến tủy rất đông khi có lời kêu gọi, nên tỷ lệ tìm được tủy thích hợp rất cao, nên con phải trở lại Mỹ càng sớm càng tốt đó con. Bố à, con đã nợ ơn bố từ lúc con đi học trung học ở Việt Nam. Hơn 11 năm đại học ở Mỹ, con chưa làm được gì để đền đáp lại ơn của bố. Bây giờ lại chồng thêm gánh nặng lên vai bố nữa. Chắc con không làm được đâu bố. Thôi, bố cho con được chết tại nơi này. Chết là đầu hàng số phận, không phải là giải pháp hay đâu con. Con đừng nói đến ơn bố, mà hãy nói đến món nợ tinh thần đối với xã hội mà con đã vay để trở thành một bác sĩ con phải sống để làm việc để trả nợ cho xã hội đó là một nghĩa vụ thiêng liêng mà một người trí thức như con không thể né tránh được vả lại con thấy bố không có con ruột và chỉ coi con là đứa con duy nhất tiền bạc bố có cả triệu đô để làm gì nắm trong tay bạc triệu để đứng nhìn con chết à nếu con đặt con vào cương vị của bố, con có chấp nhận không? Nước mắt lăn anh ràn rùa, không nói được gì nữa. Kiệt nói bình dẫn Kiệt đi gặp bác sĩ trưởng khoa để xin copy hồ sơ bệnh lý của Lan Anh và đi thẳng xuống tòa lãnh sự Mỹ xin visa khẩn cấp cho Lan Anh. Với background từng du học Mỹ, trở về Việt Nam đúng hạn cộng với statement về tài chánh của kiệt kèm hồ sơ bệnh lý lan anh được cấp visa ngay mà không cần trực tiếp phỏng vấn hai ngày sau hai cha con ra sân bay lan anh ngồi xe lăn kiệt phải đổi vé businessman để lan anh nằm thoải mái và kiệt dễ săn sóc thuốc men cho con đến phi trường lax xe của bệnh viện đã chờ sẵn và đưa Lan Anh nhập viện ngay. Sau khi Kiệt ký xong giấy tờ chịu trách nhiệm tài chánh, cô y tá lấy vital sign và medical history cho Lan Anh xong chuyển bệnh nhân vào phòng khám. Cô cho biết người khám cho Lan Anh là bác sĩ Smith. 15 phút sau, bác sĩ bước vào và tự giới thiệu. Xin chào, tôi là bác sĩ pierre smith trời, Lan anh, sao em ra nông nổi này? anh là pierre đây, em nhận ra anh không? em mệt lắm, cảm ơn bề trên cho em gặp lại anh dù trong hoàn cảnh thật bẽ bàng. cô y tá cho biết em sẽ gặp doctor smith, em không ngờ đó là anh. Peter cúi xuống ôm Lan Anh vào lòng và nói Anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Liếc mắt vào hồ sơ của Lan Anh, Peter nói tiếp Thôi bây giờ mình đã có nhau rồi. Anh tin tình yêu của mình sẽ chiến thắng bệnh tật. Em yêu, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để chữa cho em. Em đừng lo lắng gì cả. Tối nay anh sẽ phổ biến trên trang web của tập san y khoa Hoa Kỳ kêu gọi hiến tủy để tìm người thích hợp với em. Đồng thời nhờ bố Kiệt kêu gọi sự tiếp tay của cộng đồng người Việt. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em. Hôm sau người ghi danh hiến tủy đầu tiên là vợ chồng Kiệt. Còn Peter thì dù đã hết giờ làm việc cũng cố ở lại để trông coi chemotherapy cho Lan Anh. Ba ngày sau, Peter được thông báo tin vui là có một người Á Đông tên là Cindy Do, có stem cell trùng hợp với Lan Anh. Peter chia sẻ tin này với Lan Anh trong niềm vui như chính mình được sống lại. Lan Anh đang mơ tưởng đến vị ân nhân nào đó là cứu tinh của mình, thì vợ chồng Kiệt bước vào báo cho Lan Anh biết mẹ Chi chính là vì cứu tinh đó. Lúc đó Lan Anh mới chợt nhớ ra Cindy là tên Mỹ của mẹ Chi. Lan Anh định nói với mẹ điều gì đó, nhưng Chi đã cản. Con à, mọi lời nói trong lúc này không cần thiết đâu con. Con cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những bước kế tiếp Chi được hẹn đến bệnh viện để hiến stem cell, trong lúc Lan Anh vẫn tiếp tục chạy chemo. Một tuần sau, Peter đích thân làm stem cell transplant cho Lan Anh. Mọi diễn tiến đều tốt đẹp, nhưng Lan Anh phải nằm lại bệnh viện hơn một tháng nữa để theo dõi. Vì Lan Anh là một healthcare worker, cộng với sự vận động của bác sĩ Peter Smith, nên Kiệt chỉ phải trả một phần ba viện phí. Lan Anh về nhà dưỡng bệnh và ngày nào Peter cũng có mặt để chăm sóc. Hôm nào nghỉ off, Peter đưa Lan Anh đi bộ dọc bờ biển để chống hồi phục. Tóc Lan Anh bị rụng nhiều nhưng ba tháng sau đã đầy lại và da dẻ cũng hồng hào hơn. Mùa lễ tạ ơn năm 2006, một đám cưới rình rang được tổ chức tại Orange County giữa chàng rể là bác sĩ Peter Smith và cô dâu là bác sĩ Lan Anh Nguyễn. Có sự hiện diện của ba má ruột của Lan Anh từ Việt Nam sang và cả tòa cũng được mời. Trước khi vào tiệc, Lan Anh xin có đôi lời cùng quan khách. Kính thưa cha mẹ hai bên, kính thưa quý quan khách và thân hữu, Hôm nay tại đất nước Hoa Kỳ vĩ đại này, một đám cưới dị chủng Mỹ Việt đang tiến hành. Trong số hai họ trên sân khấu, có một người Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Hai người là cựu sĩ quan của quân đội miền Nam. Hai người là cựu đảng viên cộng sản thuộc bộ đội miền Bắc. Tất cả đã khép lại quá khứ, quên đi hận thù, cùng bắt tay nhau đi về phía trước trong niềm tin ở Thượng Đế để xây dựng tương lai trên nền tảng vị tha và bác ái. Thay mặt cho những người Việt Nam trên đất Mỹ, con xin đa tạ đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã cưu mang, nuôi dưỡng và luôn cho chúng con những cơ hội để thăng hoa. Riêng với mẹ Lan và Lan Chi, con muốn xin thưa rằng, từ nay con có tới hai người mẹ ruột Mẹ Lan đã cho con cuộc sống và mẹ Lan Chi đã cho con dòng máu để nối tiếp cuộc đời. Với hình ảnh của bố Kiệt và mẹ Chi làm ánh đuốc soi đường. Pierre, em sẽ cùng anh đi trọn cuộc đời và đừng sợ mất em. Em đã chọn nơi này. Lưu Anh Vũ. Mùa tạ ơn năm 2014.